Thông tin mới nhất về vụ việc học viên đang cai nghiện ma túy có dấu hiệu cố ý gây thương tích và bỏ trốn tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa có văn bản yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại cuộc họp thường trực Ủy ban Quốc gia về công tác cai nghiện ma túy và tại hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban Quốc gia. Đồng thời, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khẩn trương triển khai các giải pháp cần thiết và phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 10 tháng 3 năm 2024. Cuối giờ chiều nay, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2. Tại buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vừa qua ngày 26 tháng 2 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Bước đầu xem xét hai dự án tại Vĩnh Phúc đã cho thấy, công ty này đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai trong hệ thống tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỷ đồng. Và hiện nay công ty này còn nợ hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế, rồi nhiều dự án bất động sản, chưa đủ các điều kiện để bán, để đưa vào thị trường, như công ty cũng đã bán và thu tiền, nhưng lại không giao đất cho các nhà đầu tư, cho nên là gây thiệt hại cho người dân hàng chục ngàn tỷ đồng. Theo cái báo cáo của cơ quan điều tra thì Phó Tổng Giám đốc của công ty này thì mới học xong lớp 4. Tức là nghèo vượt khó thì hoan nghênh, là cũng khuyến khích thôi, nhưng mà khi nghèo vượt khó làm giàu nhưng không được làm ảnh hưởng đến lợi ích, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân hay là của nhà nước. Cơ quan điều tra thì đang tập trung làm rõ, mở rộng điều tra. Cũng tại họp báo, Trung tướng Tô Ân Sô cũng thông tin về vụ án FLC. Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo mượn giấy tờ của người thân trong gia đình, lập khống 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh nghĩa pháp nhân để mở ra 500 tài khoản chứng khoán để tiến hành các hành vi thao túng chứng khoán. Như truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phản ánh, hiện nguồn nước thô cung cấp cho các nhà máy nước tại Đà Nẵng đang thiếu hụt, dẫn tới nhiễm mặn nặng. Nhiều nguyên nhân được đưa ra, trong đó chủ yếu là do các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn tích nước và đập chứa dưới hạ lưu bị rò rỉ. Hầu hết nguồn nước sinh hoạt của Đà Nẵng đều dùng nước thô tại trạm bơm An Trạch. Tuy nhiên, mực nước ở đây đang rất thấp, một phần do các thủy điện ở thượng nguồn phía tỉnh Quảng Nam xả nước quá ít. Lý do được đưa ra là Trung tâm Điều độ Điện Quốc gia đang hạn chế huy động điện của 3 nhà máy cho thời gian cao điểm. Thời gian cao điểm sắp tới là hiện tượng thiếu điện nên là hạn chế cái sản nước về hạ du, thì cũng có cái dẫn đến cái việc là giới hạn lưu mực nước ở cái trạm An Trạch thì xuống thấp. Thì cái việc này sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ linh hoạt điều tiết hồ theo các cái quy định và các cái việc mà lệnh của các cái cơ quan có thẩm quyền. Trong khi đó, tại các miệng đập An Trạch, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng xác định có một lượng lớn nước bị rò rỉ qua đập gây hao hụt. Hiện nay chúng ta thấy rằng cái hệ thống đập dân An Trạch thì qua một quá trình sử dụng rất là lâu rồi, thì còn đến giai đoạn nó xuống cấp, nó dẫn đến vấn đề rò rỉ qua các cái hệ thống van phai. Thì cái việc rò rỉ này nó cũng góp phần giảm cái mực nước tại cái thượng lưu đập An Trạch. Về lâu dài, chúng tôi kiến nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong cái việc triển khai đầu tư xây dựng cái đập Quảng Huế để đảm bảo cái việc phân lưu lượng nước về thành phố Đà Nẵng, để đảm bảo cho cái lượng nước cũng như là cái đảm bảo cái việc chống mặn. Và thứ hai là chúng tôi cũng tham mưu với thành phố kiến nghị Bộ quan tâm đầu tư nâng cấp cái hệ thống đập Bara An Trạch và đập hệ thống đập Bầu Đích để mà đảm bảo việc khai thác vận hành hiệu quả. Hiện Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các thủy điện nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa, phối hợp chặt chẽ với địa phương để xả nước về hạ du, đảm bảo nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp cho Quảng Nam và Đà Nẵng. Công an tỉnh Sơn La vừa thu giữ số lượng lớn ma túy, xử phạt 7,5 triệu đồng một cá nhân bình luận có nội dung khiếm nhã là những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an thành phố Hà Nội bóc gỡ thành công đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy. Tại bến xe Văn La thuộc phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, ban chuyên án đã tổ chức bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Duy ở Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 57.500 viên ma túy tổng hợp, gần 2 kg ketamin, hơn 1,9 kg ma túy đá, 18 bánh heroin và một số vật chứng khác liên quan. Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã ra lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với 3 đối tượng khác là Quang Văn Hậu, Quang Văn Hảo và Lành Văn Toàn, cùng trú tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã. Trước khi bị bắt, các đối tượng đã mua bán vận chuyển chót lọt 3 lần khác với số lượng ma túy lớn. Bình luận có nội dung khiếm nhã, xúc phạm lực lượng công an trên Facebook, Vàng Thị Dúa, sinh năm 1991, trú tại bản Quỳnh Tám, xã Trường Sung, Mai Sơn, Sơn La, đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Theo đó, vào ngày 22 tháng 2, trên trang fanpage Tuổi Trẻ Công an Sơn La đăng tải bài viết chúc mừng chiến công của Công an tỉnh Sơn La triệt phá thành công chuyên án ma túy. Bài viết nhận được nhiều bình luận tốt đẹp chúc mừng lực lượng Công an Sơn La. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 2, tài khoản Facebook do Vàng Thị Dúa sử dụng đã có nội dung khiếm nhã, xúc phạm đến uy tín, danh dự của lực lượng công an. Với hành vi này, Công an huyện Mai Sơn, Sơn La đã xác minh làm rõ và yêu cầu Vàng Thị Dúa tự giác gỡ bình luận, ra quyết định xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng. Hàng trăm nghìn tấn rác được thu gom từ 15 xã thị trấn về tập kết tại bãi rác Phúc Thành, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên để chôn lấp, nhưng không có kinh phí chôn lấp. Rác chất đống cao như núi, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân. Đủ các loại rác, từ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp đến xác động vật, đựng trong các túi ni lông, bao tải, thùng xốp, đổ chất đống thành núi. Việc thu gom xử lý rác do Hợp tác xã Môi trường Nhất Tâm tại thị trấn Hóa Thượng đảm nhận. Theo phản ánh của cử tri, do không chôn lấp nên mùi rác hôi thối kết hợp với mùi cháy khét lẹt ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống cách bãi rác cả cây số. Bốc mùi thối lắm, như là nhất cái đợt vừa rồi nó đốt ấy, nó mù mịt hết cả lên cả khu, hết cả cái khu này, cũng như bên kia nó bị lặng hơn bên nhà tôi này. Thế nhưng mà người ta phản ánh nhiều, nhưng cuối cùng mới biết đâu là người ta đốt rác ở trong cái chú, xong nhiều lắm, bẩn lắm, thối, hôi thối, không thể chịu nổi. Từ góc nhìn trên cao có thể nhận thấy, ba mặt của bãi rác đều là các khu dân cư, khoảng cách tới bãi rác gần nhất cũng 400-500 mét. Cuối năm 2023 vừa qua, bãi rác này đã bị bốc cháy, khói âm ỉ gần một tháng trời lan tỏa khắp nơi. Cái bãi rác này là thực tế là cũng có cái ảnh hưởng đến môi trường, đến khu dân cư xung quanh. Trong các buổi tiếp xúc cử tri cũng có ý kiến, cái rác hiện nay thì vẫn đang sử dụng lộ thiên như này thì nó cũng rất ảnh hưởng đến cái môi trường của các cái xung quanh. Tuy nhiên thì trong những tháng vừa qua đầu năm thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái phun khử khuẩn để tạm thời để xử lý cái côn trùng rồi muỗi. Được hình thành từ năm 2006, gần 20 năm nay, bãi rác này là nơi tập kết rác thải sinh hoạt của người dân ở 15 xã thị trấn thuộc huyện Đồng Hỷ. Trung bình mỗi ngày có khoảng 35 đến 40 tấn rác đổ tại đây. Trên địa bàn huyện Đồng Hỷ hiện nay thì chưa có một cái nhà máy xử lý rác thải đảm bảo các cái quy định. Tạm thời thì chúng tôi có giao cho ban quản lý vệ sinh và môi trường. Thế và có đấu thầu một cái nhà thầu về cái công ty về xử lý rác thải môi trường của trong địa bàn huyện. Thế và được thu gom rác hàng ngày vận chuyển đến cái bãi rác thải chôn lấp hiện hữu. Để đảm bảo tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới, huyện Đồng Hỷ cũng đã quy hoạch khu xây dựng nhà máy xử lý rác thải với diện tích hơn 30 hectare nằm trên địa bàn hai xã Nam Hòa và Cây Thị. Tuy nhiên hiện nay mới chỉ triển khai các thủ tục cần thiết, kêu gọi nhà đầu tư. Trong thời gian chờ đợi xây dựng nhà máy, địa phương cần có phương án xử lý chôn lấp để tránh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của người dân.